Một nhân viên nhà xe VN đã ném giỏ sách, chửi bới, đuổi và đe dọa hành hung khách nước ngoài tại Nha Trang. Clip này đã được một du khách nước ngoài đưa lên trên mạng xã hội. Ngay lập tức thì nó được chia sẻ một cách chóng mặt, kèm theo đó là những bình luận không tốt về du lịch Việt Nam. Chửi bới, vứt đồ của khách xuống xe, thậm chí là đe dọa hành hung. Đây là cách nhân viên hãng xe Việt Nhật cư xử với khách nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh tiêu cực về du lịch Việt Nam được khách nước ngoài chia sẻ. Rất nhiều du khách đã bị chặt chém, bị cướp giật, bị đánh khi đến Việt Nam. Mới bước chân đến Việt Nam, tôi thấy đất nước của các bạn thật tươi đẹp. Thế nhưng, có điều khiến tôi cũng lo ngại, đó là tôi thường xuyên bị lấy giá taxi quá đắt hay thường xuyên bị làm phiền vì những người bán hàng ép tôi phải mua hàng của họ. Tôi không hiểu vì sao nhiều người cứ thấy da trắng và tóc vàng như tôi là họ lại lôi kéo, và khi tôi không đồng ý với họ thì họ quay ra chửi mắng tôi. Nhiều khách du lịch cho biết, chỉ cần đặt chân xuống sân bay Việt Nam, họ lập tức đối mặt với nhiều phiền phức, từ việc di chuyển, khách sạn cho đến ăn uống và mua sắm. Sau chuyến du lịch Việt Nam, nhiều du khách khẳng định sẽ một đi không trở lại.